Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Khám phá miền Tây. Ở đây chính là quán cà phê phim trường căn nhà màu tím. Hầu như không gian màu tím, những cây hoa cũng có màu tím nữa các bạn. Cây hoa sim màu tím nè, mà được trồng ở trong cái chậu cũng tím luôn. Những cái lồng đèn treo trên vàng và hai cái ghế màu tím rất là đẹp. Hiện tại mình đang có mặt ở trên cái xích đô màu tím các bạn. Chủ nhân của căn nhà màu tím này là cô Huỳnh Thị Hồng Sen, một người đã công tác nhiều năm trong lĩnh vực truyền hình. Còn có những cây ukulele bên trên nữa này các bạn, những cái bình đó rất là đẹp, rất là tím và một khung cảnh hết sức là thơ mộng. Nếu mà các bạn có dịp đến Cần Thơ, mình nghĩ căn nhà màu tím là một cái địa điểm các bạn không thể bỏ qua trong cái cuộc hành trình của mình. Cây cầu màu tím, không gian ở đây tái hiện lại cảnh miền Tây sông nước hết sức là đẹp và hữu tình. Đó, xe đạp màu tím, xung quanh thì đường lát gạch mọi người. Nơi tình yêu bắt đầu đấy các bạn. Đó, giờ những bạn gọi là đã lưới vô nhau có thể vô đây rồi chụp hình. Đây là cái đồ mà người ta bắt cá nè. Hoa sen đẹp quá các bạn ơi. Những cái vật dụng chén ngày xưa các bạn. Cái khu vực chỉ có 5.000 mét vuông theo như mình tìm hiểu, tuy nhiên có quá là nhiều nơi để chúng ta có thể có được những cái bức ảnh gọi là kỷ niệm. Quá khứ là những mảnh ký ức đẹp, người rời đi hay người ở lại đều là ở nhau, mật ấm chân tình. Đó, những cái quá khứ, những cái đẹp đẽ. Tuy nhiên thời gian nó qua đi rất là nhanh và dường như là nó sẽ không bao giờ trở lại. Cái quạt lúa kẹ này các bạn, ngày xưa ấy, những cái lúa lép ấy, người ta là phải bỏ vào đây để quay nó và cái này nè, đó, sức gió của nó sẽ đưa những cái lúa bên lúa kẹ, lúa lép ấy nó bay ra ngoài hết và những cái lúa chắc hạt nó sẽ xuống những cái như thế này. Một cái gọi là phụ kiện trong trang phục ở miền Tây đó. Đây là cái khung để chúng ta có thể dệt lên cái khăn đó. Và đây là cái để xe ra những cái sợi để dệt nè. Đây là một cái góc phải nói là nó rất là đặc biệt, một cái cầu đi lên trời luôn đó mọi người. Đã mua vé rồi thì có phiếu như thế này, chúng ta có thể đến đây chọn một cái phần nước uống bất kỳ. Cái này là gì? Nhà máy cầu xe mua về. Nhà máy cầu xe mà. Sau khi mình đã nạp năng lượng bằng một chai trà mãng cầu xin đường vàng đó, khá là gọi là đã khác rồi. Bây giờ chúng ta tham quan nhẹ một chút xíu. Và đây là cảnh trên cao, mình đang ngồi trên cầu vô cực nè các bạn. Khung cảnh quá tuyệt vời các bạn ơi. Giờ xin gửi lại tất cả những cái đam mê trở lại Cần Thơ với những cái kỷ niệm ở lại. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Xin chào.